vậy cha cho bạc cho vàng không bằng em lấy được chàng dancer. Mirinda, vị soda kem Việt Quốc mới, chua ngọt thơm béo, ngon sóng lưỡi. Wow. Hey hey. Hey. Yo. Yo. Chào em. Mọi người thường hay gọi anh là Giang Popper. Em có biết tại sao anh lại theo con đường nhảy múa không? Bởi vì mọi bộ phận trên cơ thể anh đều rất linh hoạt. Mặc dù tên anh là Trường Giang, nhưng anh lại còn khoái thêm cả thời trang nữa. Hiện tại anh đang vận hành một local brand nhỏ của riêng anh. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được những lời mời làm stylist cho mọi người nữa. Thời trang quá, chất quá. Lắng nghe tâm sự của người khác thì khá giỏi, nhưng mà đến đêm thì anh lại thường hay tự hỏi sao mình lại cô đơn như thế. Không biết rằng em có e ngại những cái đặc điểm có phần gai góc xù xì như thế này không, nhưng anh mong em hãy hiểu rằng anh là một chàng trai đến từ đường phố, luôn mong muốn tìm được một người con gái hiểu được những cái điều đó ở trong anh. Em đang thấy buồn khi nghĩ đến chuyện ngày trước. Em đang nghĩ nếu tiếp bước sẽ có phần đắn đo. Đừng có lo, mỗi khi nhìn lại phía sau, luôn có anh chờ. Với cái anh Đại An á, nhân thành nói là xe bền. Với cái anh này á, là xe xịn, còn đây là anh xe tự độ nha. Xe tự độ. Tự độ xe mình tự thiết kế, tự làm tất cả mọi thứ và cái chất của ảnh là từ ảnh ra. Xe đùa nha. Mà vấn đề là bạn này nói nếu như mà em và anh không biết quyết định gì thì anh về nhà nấu cơm cho em ăn. Thì em có thể rủ bạn gái về nhà để em nấu cơm cho bạn ấy ăn. Không phải nói chứ cũng nhìn hầm hố vậy, nhưng mà bên trong có một trái tim ấm áp. Em tin anh đi, là mấy cái ông mà gồ ghề vậy đó thường sống tình cảm lắm. Cảm lắm. Để ý đi. Trong cách nói chuyện, mặc dù ảnh nói là ảnh sao cũng được, nghe có vẻ nhạt, nhưng mà trả lời được hết những cái câu ở đây hỏi. Nên anh nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn trung hòa. Anh thì anh thấy bạn này hợp lắm. Là ở giữa hai người luôn đó. Ừ. Nghe sao cũng được là tưởng là bất cần, nhưng mà thật ra là người rất là có trách nhiệm. Mình thấy được cái sự đàn ông ở đó. Nhưng mà đây cũng là một cái ca gọi là quá tốt, nên em không nghĩ là bạn available. Em nghĩ là đã có chủ. Sợ là sợ cái đấy. Đây là người đàn ông mà chị nghĩ là không phải là gu của mình em đâu. Gu của rất là nhiều những bạn gái trẻ ngầu nè, biết chơi nhạc nè, biết nói chuyện nè, mà rất là tình cảm, biết chăm sóc, quan tâm cảm xúc của em. Chắc chắn luôn khi em nhìn ngoại hình và cái cách anh nói chuyện á, chị biết trong ba người đây sẽ là cái người mà em bị thu hút nhiều nhất. Dạ. Nhưng mà đây nó mới đúng cái câu là too good to be true á. Những cái gì anh đã nói nó rất là nhiều trải nghiệm. Mà những người trải nghiệm như vậy thì tất nhiên là họ đã có chủ rồi. Đó là quan điểm của chị thôi. Em sao? Em nhìn bề ngoài thôi, nhìn ánh mắt của ảnh, nhìn cái cách ảnh đứng thì anh cảm nhận được là ảnh đã có gia đình rồi luôn, chứ không chỉ là có người yêu không luôn á. Nên là em rất là lo lắng cho bạn, tại vì anh thấy là em cũng có vẻ rất thích anh Giang đúng không? Cho nên là chọn thì là quyền của em thôi. Trước đây em đã từng rất là tự ti về mái tóc của mình. Không biết em đã làm cách nào và ngày hôm nay trông em rất tuyệt vời với bộ tóc đó. Và ngay tại thời điểm này em có thể thấy rằng chỉ có anh là người duy nhất có cùng một đặc điểm đó đặc biệt như em. Anh tin rằng em cũng có cùng một suy nghĩ như anh. Hãy tạo ra một nơi bình yên mà luôn có hai người luôn làm những điều đặc biệt cùng nhau. À, phật 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 phật, con nhà người ta nhìn anh hết cả hồn. Sập 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 sập, nhạc underground giờ hot nhất cả làng. Cá chép này hoa rồng nạ, giờ là xếp ca vô bờ. Đang nhảy thì lại sống như tiền, vàng dòng chát nguyên tây đồ. Đang nhảy thì lại fresh and clean, hoa khôi đứng như nhau chờ. Đang nhảy thì nhiều người yêu khắp miền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải không? Ủa, phải chưa, chưa, chưa. Đỏ rồi. Có gì gian dối ở đây không? Tôi cần một lời nói trước bình minh. Thưa quý vị, mày yêu thiệt rồi. Theo như tôi được biết thì đây là một trong những popper đời đầu của Việt Nam rất là xịn. Má thiệt không vậy? Có thiệt không vậy? Hết hồn hết vía vậy anh Thành. Nó hay lừa lọc tôi lắm. Tôi nói cho một ngày trời rồi có nó lật tôi lỡ nè. Em là ai? Xin chào mọi người trong tổ tư vấn. Chào em. Chào anh Thành. Em tên là Giang Búp Bơ. Em và bạn nữ bên cạnh là đã quen nhau được 9 năm rồi ạ. Ủa thiệt hả? Nhìn vô mắt tao mày nói thiệt không? Tụi em quen nhau từ lúc cái chương trình đó cũng có anh nhận MC. Sau chương trình đấy xong thì tụi em quen nhau. Rồi. Tại sao tôi có thể không biết được mối tình này trong khi tôi là một người nhiều chuyện như thế này? Đây là bạn Nga Mi. Bạn là dancer chính cho chương trình của chúng ta. Giờ hôn cái đi. Đúng rồi, hôn cái đi. Sân khấu ngày hôm nay là của bạn trai bên cạnh em, nên em xin phép được để cho anh đứng ở đây được chia sẻ với mọi người. Phận đi. Ủa là sao anh? Có lật không vậy? Có lật không? Có lật không vậy? Chuyển trạng thái từ chàng trai cô đơn sang tuyển bạn gái. Có lọc không nhở? Có lọc rồi. Quen nhở? Hóa phép. Không lọc. Thì có đau tim quá. Không thể có một cái người phụ nữ nào mà đã ra nói người yêu mình rồi lặng lẽ đi vô. Em sẽ nói rõ hơn. Em và bạn này cùng một bộ môn nhảy là nhảy hip hop và đã quen nhau từ 9 năm trước. Nhưng mà sự thật là chỉ là quen thôi. Và em và người yêu em thì đã yêu nhau được 8 năm rồi. Và người yêu em thì không phải bạn vừa rồi. Có ở đây không? Người yêu em thì hiện tại chắc chắn là có ở đây rồi. Vậy mời cô ấy ra đi ạ. Nói để yêu thương tìm lối tìm được nhau trong bao giây phút mong đợi. Dẫu cho anh là ai hay đứa ta nhìn thấy nhau, người sẽ khiến trái tim dành trọn yêu thương. Người ấy là ai, đấy. Xinh quá. Nhìn cái avatar này thấy có vẻ trung thực hơn. Đúng rồi. Liên quan. Cái con bé kia là nó con vua lừa đảo. Không bao giờ tôi tin nó nữa. Em là ai? Em chào anh Thành ạ. Em chào mọi người. Em là Đậu Thúy An ạ. Công việc chính của em bây giờ đang là kinh doanh mô hình làm đẹp và thẩm mỹ tại Hà Nội ạ. Còn bây giờ công việc chủ yếu của em thì đang là người yêu của anh Giang ạ. Sao? Đánh dấu chủ quyền. Quá hợp luôn. Quen 8 năm thiệt em ạ. Vâng ạ. Wow, tụi em có nghĩ tới dự định gì đó xa hơn đúng không? Xin phép phần này để em trả lời ạ. Tại bạn gái em thì khi đứng trên sân khấu thì run quá là hay gò vấp lắm ạ. Nếu mà bạn gò vấp thì em về Bình Thạnh coi, sao? Cũng đã rất nhiều người đặt ra với cả tụi em. Thực ra thì có một điều mọi người có thể sẽ hơi bất ngờ đấy là bạn gái em trước đây là một chiến sĩ công an. Trời ơi, chương trình này twist quá, twist luôn. Bên khâu nào em? Trước đây thì là em đã từng thực tập và làm ở PC50. Sau đó thì trong quá trình làm việc và công tác thì em đã từng làm ở đội tham mưu. Hai em gặp nhau ở đâu? Ở Bắc Phố. Thì ngày xưa em là một content creator. Thì bạn ấy đã vô tình nhìn thấy những cái nội dung mà em đăng tải. Thì bạn ấy có follow em. Và đến một ngày rất là duyên, đó là em đã vào cái list những người kết bạn với mình trên Facebook. Thì em vô tình em thấy một avatar mặc nguyên một bộ đồng phục của công an. Đầu tiên là em tưởng là bạn ấy chỉ là mặc bộ đồng phục đó để đóng phim hoặc là chụp ảnh thôi. Nhưng mà kéo xuống là thấy cả ảnh hồi đi học ở trong trường công an. Và em không thể không đồng ý vì em quá sợ.
em không biết là tại sao lại em Facebook em. Đó là xuất phát điểm của bọn em quen nhau. Em và bạn này trong mắt tất cả mọi người, thậm chí trong mắt của bọn em nữa, đó là hai thế giới khác nhau. Bọn em vẫn quyết định đến với nhau và gần như không có một sự ủng hộ nào đến từ bất cứ một phía nào hết. Thì em còn nhớ mãi cái cảnh bạn gái em thì đi công tác, có những lúc mà em mang cơm trưa để đưa cho bạn gái em phải đứng cách hết 200 mét. Mặc dù lúc đấy là em nghĩ là em không thua kém hơn ai cả, nhưng mà nếu như em xuất hiện một cách quá gần thì cái điều đó nó ảnh hưởng đến công việc của bạn gái em. Và điều đó kéo dài trong vòng khoảng 4 năm. Cuối cùng thì một cái tín hiệu vui cũng đến, đó là gia đình bạn gái em đã lần đầu tiên gọi em sang để dự một bữa cơm bình thường của gia đình. Và bây giờ là bạn gái em đã chuyển hướng sang kinh doanh. Bọn em đã rất cố gắng để cho công việc của bạn gái em càng ngày càng tốt lên. Và ngày hôm nay thì em để bạn gái em xuất hiện ở đây trước mặt tất cả mọi người. Đây là cô gái của em. Trời ơi, dễ thương quá ha. Em tị luôn á. Ngày hôm nay sau mấy năm yêu nhau, lên đây kể vẫn xúc động. Thật là may mắn khi gặp được nhau đấy. Nên lại một lần nữa chúng ta thấy là những người chả liên quan đến nhau, họ sẽ bổ sung cho nhau những gì mình thiếu. Cái cuộc sống của bạn giúp cho bạn cảm thấy thú vị hơn, rồi bạn cũng làm cho bạn ấy có trách nhiệm hơn. Anh muốn hỏi là cái ngày đó là em làm cái cách gì để bố mẹ cuối cùng chịu mở lòng ra để mời bạn qua ăn cơm nhỉ? Khi mà em quyết định đi theo cái con đường mà em đam mê và em yêu thích, không có bất cứ ai ngoài anh Giang ở cạnh em vào thời điểm đó để cùng em xây dựng cái công việc của mình. Lúc đấy đang khó khăn, anh Giang vẫn ở cạnh em. Nên là bố mẹ em cũng nhìn thấy những cái điều đó, thấy được cái tình cảm chân thành của anh Giang dành cho em ạ. Em xin phép anh Thành thì em cũng có vài lời ngắn gọn nói tới bạn gái em. Xin lỗi em vì anh đã nhiều lúc cư xử yếu ớt và để em gồng gánh quá nhiều như một người đàn ông. Sau này trong tương lai sẽ không bao giờ có như thế nữa. Cảm ơn các bạn. Anh Thành, em mà chưa hết ạ. Ừ, nói tiếp đi. Em là một người luôn thích những điều bất ngờ. Xin lỗi em vì bản thân anh không phải người giỏi việc đấy. Nhưng mà ngày hôm nay đây sẽ là cơ hội duy nhất để anh có thể làm việc này. Tám năm rồi. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Xúc thế nào? Nén thở luôn ạ. Em nghĩ là hôm nay người ở đây hạnh phúc nhất chắc là em rồi. Yeah. Mình rất là xin lỗi bạn khi mà... anh xin một vài lời gửi tới em. Anh rất xin lỗi vì những gì hôm nay đã diễn ra. Nhưng mà tin anh đi, có thể trước mắt em, anh hay anh Thành là những người đàn ông đang tốt. Và em chắc chắn em sẽ gặp những người đàn ông còn tốt hơn cả như thế nữa. Chắc chắn.
Thực sự là hai anh chị không cần phải nói một lời xin lỗi gì với em, bởi vì được nhìn thấy những điều hạnh phúc chính là hạnh phúc của tất cả mọi người. Chúc anh chị hạnh phúc ạ. Và bây giờ anh muốn em á, là khi người ta quỳ xuống, người ta đeo nhẫn vô tay thì nhiều khi là do bị sang chấn tâm lý, mình chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Em confirm lại. Em đồng ý làm vợ anh nhá. Em đồng ý. Just like we are a star. Our life on the way. It all don't take me go. 빛을 걸려도 불안해하면 지나온 별처럼 그래도 just like we are a star. Thank you. Người ấy là ai 2022 lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion.